Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại Trung Đông, ảnh hưởng đối với nền kinh tế thế giới. Hoàng thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, Nga đang đẩy mạnh cải tạo và xây dựng mới các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông. Và mạng lưới sân bay sẽ là ưu tiên hàng đầu của kế hoạch này. Đây có lẽ là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm hiểu về kế hoạch này của Nga trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết kế hoạch hồi sinh mạng lưới sân bay của Nga. Một sự thay đổi lớn đã được đưa ra trong chính sách của nước Nga về lĩnh vực hạ tầng giao thông. Một trong những ưu tiên của dự thảo ngân sách cho giai đoạn 2025-2027 là phát triển và hiện đại hóa mạng lưới sân bay. Điều này có lẽ liên quan trực tiếp đến tình hình địa chính trị hiện nay. Dự thảo ngân sách bao gồm chi tiêu đáng kể cho cơ sở hạ tầng giao thông. Trong số đó, nổi bật là dự án phát triển mạng lưới sân bay 166 tỷ rúp đã được phân bổ để tái thiết và xây dựng mới ít nhất 78 sân bay. Sau sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng vận tải hàng không vào những năm 1990, sự phát triển của mạng lưới sân bay Nga vẫn diễn ra một cách hiệu quả. Các hãng hàng không Nga kiếm tiền chủ yếu từ các chuyến bay quá cảnh của các hãng hàng không châu Âu tới các nước châu Á và ngược lại. Tuy nhiên, các sân bay thương mại này cũng đang phát sinh rất nhiều trở ngại khi số lượng hành khách ngày một tăng cao. Để giải quyết vấn đề này, trợ cấp ngân sách cho các chuyến bay liên vùng lần đầu tiên đã được đưa ra. Lưu lượng hành khách và số lượng chuyến bay tăng nhanh đã làm tăng nhu cầu về cơ sở hạ tầng. Từ năm 2019 đến năm 2021, mỗi năm thì Nga có hai đường băng mới đã được đưa vào khai thác và sử dụng. Thêm vào đó, 5 đường băng đã được đưa vào hoạt động vào năm 2022 và 7 đường băng khác đã được đưa vào sử dụng vào năm 2023. Năm 2024 đến năm 2025, có khoảng 28 đường băng mới đã được lên kế hoạch xây dựng và đưa vào khai thác. Từ sau chiến dịch đặc biệt, du khách châu Á đến châu Âu thường quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và đối tượng du khách đến Nga cũng có sự thay đổi đặc biệt, chủ yếu là du khách nội địa và du khách đến từ các nước như Trung Quốc, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Ngoài ra thì cuộc xung đột vẫn tiếp tục diễn ra, cũng sẽ khiến cho Nga phải tính toán đến các biện pháp dự phòng, trong trường hợp các chuyến bay có thể chuyển hướng đến các sân bay khác sẽ ngày một nhiều hơn. Tất cả các đề xuất đã được hợp nhất trong khuôn khổ dự án phát triển hệ thống giao thông Nga. Hiện thì Nga đang có kế hoạch xây mới và cải tạo lại hàng chục sân bay, với chi phí dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 264 tỷ đô la. Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông ảnh hưởng đối với nền kinh tế thế giới. Nếu như xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, thì hậu quả kinh tế đối với toàn thế giới sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hiện nay. Các chuyên gia đã nói về hai kịch bản khắc nghiệt nhất có thể xảy ra. Những kịch bản này có thể so sánh với cú sốc khủng hoảng dầu mỏ vào năm 1973. Xung đột giữa Iran và Israel đã khiến cho giá dầu tăng cao. Trong hai ngày, là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua, giá dầu đã tăng từ 70 lên 76 đô la mỗi thùng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao. Cùng với đó, thì giá khí đốt cũng đã tăng 3% do Israel đã dừng hai dự án sản xuất. Các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng hậu quả kinh tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều nếu xung đột giữa Israel và Iran leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Hai kịch bản đã được các chuyên gia dự đoán có nguy cơ xảy ra. Đầu tiên là kịch bản Israel có thể tấn công các mỏ dầu hoặc các cơ sở hạ tầng vận chuyển để ngăn chặn Iran xuất khẩu loại nguyên liệu này. Điều này sẽ đánh trúng vào điểm yếu chí mạng của nền kinh tế Iran, vì xuất khẩu dầu đã mang lại nguồn ngoại tệ rất lớn cho nước này. Điều này sẽ khiến cho giá dầu thế giới tăng cao và Trung Quốc sẽ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, vì trên thực tế, quốc gia này là khách hàng lớn nhất mua dầu từ Iran. Ngoài Trung Quốc ra, thì Mỹ cũng sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng từ giá dầu tăng cao. Điều này sẽ gây bất lợi cho các ứng cử viên khi mà cuộc bầu cử chính thức đang đến gần. Kịch bản thứ hai được các chuyên gia dự đoán có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều, đó là việc xung đột ngày càng leo thang có thể dẫn đến tác động triệt để lên thị trường dầu mỏ. Nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz, nơi có tới 20% tổng lượng dầu và khí hóa lỏng của thế giới đi qua hàng năm. Việc đóng cửa eo biển này có thể cho là biện pháp cuối cùng nếu giới lãnh đạo của Iran cảm thấy rằng mối đe dọa hiện hữu có thể tiêu diệt đất nước này. Và nếu những eo biển này bị đóng cửa chỉ trong vài ngày, thì cũng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Bởi vì 20 triệu thùng dầu được vận chuyển mỗi ngày qua eo biển này từ Ả Rập Saudi, UAE, Kuwait và Iran. Kéo theo đó thì ngành công nghiệp khí đốt cũng sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, vì tất cả LNG từ Qatar cũng sẽ bị phong tỏa. Trong trường hợp này có thể mức giá sẽ bị đẩy lên 140 đô la mỗi thùng. Trong trường hợp cuộc chiến nổ ra với quy mô lớn hơn Điều này sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng suy thoái và lạm phát kéo dài. Đồng đô la sẽ mất giá, trong khi vàng sẽ tăng giá chóng mặt như một tài sản phòng hộ trong thời kỳ khủng hoảng. Các chuyên gia dự đoán, hậu quả của tình huống xấu nhất sẽ là một cuộc chiến như vậy, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh hơn sang các nguồn nhiên liệu mới trên toàn thế giới. Xung đột quân sự tất nhiên sẽ có lợi cho các công ty cung cấp vũ khí cho Trung Đông. Đó là các công ty của Mỹ, Pháp, Anh và Đức những công ty có cổ phần ngày càng tăng trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Ở một khía cạnh nào đó, thì Nga và tuyến đường biển phía Bắc cũng có thể nhận được lợi ích. Căng thẳng tại Trung Đông sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa, sau đó sẽ cần phải phát triển tích cực hơn các tuyến đường phía Bắc xuyên qua Trung Á và xuyên qua Nga. Trên thực tế thì Iran cũng không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột này, bởi vì nước này vừa mới khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ cũng như là khối lượng sản xuất và xuất khẩu. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng các bên vẫn phải kiềm chế trước khi mọi việc đi quá tầm kiểm soát. Ấn Độ và Mỹ không ủng hộ ý tưởng thành lập liên minh của Nhật Bản Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã kêu gọi các nước châu Á-Thái Bình Dương hãy ủng hộ ý tưởng của ông và thành lập một phiên bản NATO tại châu Á. Tuy nhiên thì Ấn Độ và Mỹ đã không ủng hộ ý tưởng này. Ấn Độ giải thích rằng họ chưa bao giờ tham gia liên minh quân sự vì điều này đã mâu thuẫn với chiến lược của New Delhi. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai cho biết, New Delhi không chia sẻ tầm nhìn về một NATO châu Á như tân thủ tướng Nhật Bản Ishiba kêu gọi. Theo ông, Ấn Độ cùng với Nhật Bản, Mỹ và Úc là một phần của các nhóm liên minh bao gồm các quốc gia được thành lập để đối trọng với Trung Quốc sẽ không tham gia vào khối quân sự. Ông Ishiba đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước đồng minh để chống lại những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất. Ông kêu gọi thành lập một tổ chức tương đương với NATO tại châu Á nhằm kiểm soát các nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân như Trung Quốc. Nga và Triều Tiên. Theo ông thì điều này sẽ giúp ngăn chặn Trung Quốc sử dụng lực lượng quân sự tại châu Á. Tuy nhiên thì Mỹ đã bác bỏ ý tưởng này từ trước đó. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jeff Sullivan cho biết, Washington không thể có kế hoạch thành lập NATO tại châu Á Thái Bình Dương và còn quá sớm để thực hiện những cuộc đối thoại như vậy. Tân Thủ tướng Nhật Bản cũng được biết đến là người ủng hộ việc từ bỏ năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và sửa đổi thỏa thuận song phương về tình trạng của quân đội Mỹ tại Nhật Bản theo hướng bình đẳng. Tokyo đang liên tục tăng cường hợp tác quân sự với Washington. Vào hai năm trước, Thủ tướng lúc đó là Fumio Kishida đã quyết định tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lên 2% GDP. Vì vậy, rất có thể người đứng đầu chính phủ hiện tại cũng sẽ tiếp tục chính sách này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một khối quân sự tương tự như NATO là điều khó có thể xảy ra. Để làm được điều này, thì các điều khoản theo chủ nghĩa hòa bình trong hiến pháp của Nhật Bản sẽ phải được sửa đổi ý tưởng thành lập một khối quân sự giống với nato tại châu á cũng không được các thành viên của chính phủ nhật bản coi là thực tế bởi vì hiện tại mỹ đã có một hệ thống của các thỏa thuận song phương tại khu vực này lợi ích của các thành viên trong các liên minh này rất đa dạng đến mức mà chúng cản trở việc hình thành một cơ cấu thống nhất cho đến nay một số hình thức tương tác ba bên đã được thành lập như mỹ nhật bản và hàn quốc hay là mỹ nhật bản và philippines nhưng mà điều quan trọng là sự tương tác này phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của tình hình chính trị nội bộ tại các quốc gia này. Có thể thấy quan điểm của Ấn Độ về việc thành lập liên minh quân sự tại châu Á là rất rõ ràng. Bởi vì theo truyền thống, nước này không tham gia bất kỳ hiệp hội hay liên minh quân sự nào. Đài Loan trục xuất hai công dân Trung Quốc vì quấy rối người biểu tình ủng hộ Hồng Kông. Vào ngày 3 tháng 10, Đài Loan tuyên bố đã trục xuất hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc quấy rối một nhóm người biểu tình ủng hộ Hồng Kông vào ngày quốc khánh của Trung Quốc đại lục. Theo đó, thì chính phủ Đài Loan sẽ có hành động nghiêm khắc đối với bất kỳ công dân Trung Quốc nào đến Đài Loan và tham gia vào hành vi bất hợp pháp gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và ổn định xã hội của nước này. Trước đó, thì một nhóm người Hồng Kông tuyên bố rằng họ đã tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 10 tại thủ đô Đài Bắc của Đài Loan. Tại đó, thì các thành viên trong nhóm đã bị một nhóm người Trung Quốc quấy rối và phá hoại. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan tuyên bố rằng hai công dân Trung Quốc có liên quan đến vụ việc đã bị trục xuất và bị thu hồi giấy phép nhập cảnh. Họ đã nộp đơn xin nhập cảnh vào Đài Loan vào cuối tháng 9 để thăm một người họ hàng. Các viên chức quản lý xuất nhập cảnh đã đưa cặp đôi này đến sân bay quốc tế Đào Viên và họ đã lên máy bay trở về Trung Quốc vào trưa ngày 3 tháng 10. Đài Loan là nơi sinh sống của một cộng đồng lớn người dân Hồng Kông. Vì việc thông qua luật an ninh quốc gia hà khắc tại Hồng Kông vào năm 2019 đã khiến cho một lượng lớn người Hồng Kông rời khỏi vùng đất này. Điểm đến của họ là các quốc gia Âu Mỹ và tất nhiên, Đài Loan cũng là nơi dừng chân của rất nhiều người Hồng Kông trong sự kiện này. Luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, vì nó phản ánh sự mơ hồ trong luật pháp của Bắc Kinh nhắm đến những người bất đồng quan điểm với chế độ này. Trong nhiều năm sau khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hồng Kông được hiểu là một quốc gia hai chế độ. Trong đó Hồng Kông sẽ giữ lại các hệ thống pháp lý cũng như là quyền tự do ngôn luận giống phương Tây. Nhưng luật an ninh quốc gia được chính quyền Bắc Kinh áp đặt có lẽ đã chấm dứt thời kỳ huy hoàng của vùng đất này. Bản thân Đài Loan cũng đang phải đối mặt với mối quan hệ ngày càng căng thẳng đối với Trung Quốc, nên chính quyền Đài Bắc luôn có những chính sách và biện pháp cẩn trọng để đối phó với Bắc Kinh. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.